10 dấu hiệu nàng muốn chia tay với bạn nhưng chưa nói ra. Khi muốn kết thúc một mối tình, phái yếu thường không nói ra lời chia tay trước mà sẽ thể hiện các dấu hiệu hay hành động để cánh mày sâu buộc phải đưa ra quyết định chia tay. Cho dù bạn là người phải nhận lời chia tay hay là người chủ động, việc phải kết thúc một cuộc tình không bao giờ là dễ dàng với bất cứ ai. Trước khi chia tay, đối phương hay chính bản thân bạn luôn có những dấu hiệu cho thấy cả hai không còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mối quan hệ này nữa. Đặc biệt là đối với phụ nữ, họ ít khi là người chủ động nói lời chia tay trước. Nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu dưới đây trong mối quan hệ của mình, có thể cô ấy đang muốn cả hai kết thúc hoặc muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. 1. Cô ấy không còn chia sẻ với bạn mọi chuyện như trước đây. Chia sẻ và trò chuyện là cách chúng ta duy trì sự thân mật, thấu hiểu trong một mối quan hệ. Khi hai người không thể cùng nhau chia sẻ về những chuyện quan trọng của bản thân cho đối phương, nghĩa là hai bạn đang mất dần nhu cầu kết nối. Đặc biệt, việc cô ấy chia sẻ với bạn cuộc sống của mình một cách có chọn lọc hơn cho thấy cô ấy đang xây một bức tường để ngăn cách đôi bên. 2. Cô ấy nói rằng hôn nhân không phải là thứ dành cho mình. Khi phái yếu bảo rằng họ không thích kết hôn, bạn nên tin rằng họ đang nói thật lòng. Ngay cả khi bạn đã đến gặp gia đình của cô ấy và gia đình của cô ấy cũng rất thích bạn, hoặc ngay cả khi hai bạn đã dọn về sống chung cùng với nhau, cũng không có gì chắc chắn rằng cô ấy đang tìm kiếm một cam kết dài lâu. Nếu bạn là người muốn kết hôn sớm trong tương lai, hãy thử nói chuyện thật nghiêm túc với cô ấy. Nếu câu trả lời vẫn là không, có lẽ sự chia tay là cần thiết bởi mục tiêu của hai người trong mối quan hệ này hoàn toàn trái ngược nhau. 3. Cô ấy ngần ngại khi bạn đề xuất kế hoạch cho cả hai hoặc nói chuyện về tương lai. Thái độ ngần ngại cho thấy cô ấy không còn ý định phát triển mối quan hệ này nữa, hoặc tệ hơn, cô ấy không còn mong muốn được tiếp tục cùng bạn trong tương lai. Có thể chính bản thân cô ấy cũng không biết rõ mình thực sự muốn gì trong một mối quan hệ. Nếu tình cảm của một trong hai người có sự đổi thay, một người quá yêu còn một người lại không chắc chắn về cảm xúc của mình, sẽ rất dễ gây ra sự mệt mỏi và cuối cùng là chia tay. 4. Cô ấy dành thời gian cho người khác nhiều hơn dành cho bạn. Trong lộ trình của tình yêu, chúng ta thường cố gắng dành thời gian ở bên nhau trong những ngày đầu và dần điều chỉnh lại sau khi đã quen nhau một thời gian. Dành cho nhau khoảng trời riêng là điều rất cần thiết để những cặp đôi duy trì sự hứng thú trong tình cảm. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy mình đang dần mất đi vị trí ưu tiên trong trái tim của cô ấy, đồng thời cô ấy dành nhiều thời gian với người khác hơn, đó có thể là dấu hiệu họ muốn chia tay. 5. Tuy ở bên nhau, nhưng cô ấy không hề để tâm đến bạn. Khi cả hai đã dành thời gian để ở bên nhau, ai mà chẳng muốn đối phương dành trọn vẹn sự quan tâm và chú ý đến mình. Tuy nhiên, nếu ở bên cạnh bạn, nhưng tâm trí của cô ấy lại rong chơi ở chỗ khác, đó là dấu hiệu bạn nên chú ý. Bạn có thể hỏi trực tiếp xem cô ấy vướng bận điều gì ở trong lòng. Không nên trách cứ hay phàn nàn khi chưa biết rõ về vấn đề của đối phương. 6. Sự thân mật trong mối quan hệ dần đổi thay. Sự thân mật là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất cho biết một ai đó còn muốn ở bên bạn hay không. Cách họ nhìn ngắm bạn, cách họ ôm, cách họ nắm tay dần mất đi hơi ấm và những cảm xúc. Có lẽ bạn cần hỏi trực tiếp cô ấy chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. 7. Bạn nhận được nhiều lời chê hơn lời khen.
khi cô ấy bắt đầu chỉ trích bạn nhiều hơn việc khen ngợi bạn như trước đây. Có lẽ những điều đẹp đẽ của bạn đang dần vơi đi trong mắt của cô ấy. Việc bạn cần làm là xác định lại mức độ đổi thay của nàng so với lúc mới yêu. Nếu cảm thấy cô ấy thậm chí còn không thể đối xử ân cần với bạn như trước, thì hãy thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình với cô ấy và lắng nghe phản hồi của đối phương trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 8. Hai bạn không còn giận dỗi hay cãi vã nữa. Tranh cãi là một điều không thể nào thiếu trong quan hệ tình cảm. Tranh cãi hay tranh luận là cách để hai bạn tìm hiểu con người thật của nhau, để cùng đi đến thỏa hiệp, tìm kiếm tiếng nói chung. Nếu như hai bạn mệt mỏi đến mức không muốn tranh luận, thì có thể cả hai đã thật sự ngán ngẩm và không còn muốn cố gắng vì mối quan hệ này nữa. 9. Cô ấy nhìn thấy sự tiêu cực trong những kỷ niệm hạnh phúc trước đây. Nếu cô ấy có cái nhìn tiêu cực về những kỷ niệm mà cả hai từng trải qua, đó là dấu hiệu cho thấy tình cảm của hai bạn đang không ổn chút nào. Nếu những ký ức hạnh phúc không còn đẹp đẽ nữa và tất cả những gì cô ấy nhớ về chúng là lỗi lầm và sự xấu hổ, có thể cách cô ấy suy nghĩ về mối quan hệ này đã dần đổi thay. Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, kỷ niệm đẹp là những món quà tinh thần giá trị nhất mà chúng ta dành cho nhau. Ngay cả khi hết yêu, kỷ niệm đẹp cũng chính là thứ khiến chúng ta mỉm cười và biết ơn vì cuộc sống đã cho ta gặp và yêu người đó. Nếu cô ấy thậm chí còn không muốn nhớ đến những kỷ niệm đẹp đã có với bạn, tại sao bạn phải tiếp tục mối quan hệ này? 10. Khi linh cảm mách bảo rằng mối quan hệ của hai bạn đang có vấn đề. Đa số mọi người khi yêu đều nhạy cảm, nếu tinh ý một chút, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay từ người mình yêu. Ví dụ như, bỗng nhiên cô ấy im lặng hơn trước, cách cô ấy nói chuyện với bạn đổi thay, ánh mắt của cô ấy bớt ấm áp đi. Có rất nhiều chi tiết nhỏ mách bảo cho bạn những dấu hiệu thay đổi trong tình cảm, thậm chí ngay cả khi bạn không thực sự chỉ rõ được những thay đổi đó. Một khi đối phương đã hết yêu, mọi sự níu kéo, bi lụy đều chỉ nhận về được sự thương hại. Hãy học cách buông tay một cách dứt khoát. Đừng dây dưa, đừng liên lạc và đừng đánh mất bản thân bởi những cảm xúc không có tương lai. Cuộc tình đã kết thúc và bạn thật sự đau lòng. Nhưng dù bạn đau lòng đến mức nào thì bạn vẫn có thể vượt qua sự đổ vỡ ấy. Đừng cố gắng níu kéo khi người ta không còn bên bạn. Chia tay không phải là tận thế. Đừng đánh mất bản thân và khiến cho người ấy yêu bạn. Có một trích đoạn "Chia tay không phải là tận thế" của tác giả Susan Eliot đã từng viết như thế. Quả thật, chia tay là một học phần bắt buộc để ta có được tấm bằng tình yêu. Vì cứ hiểu giản đơn, rất hiếm có một người nào mà từ bé đến lớn chỉ quen, chỉ yêu một người, rồi sống với người ấy đến đầu bạc răng long. Có thể giữa cơ man, những người từng trải qua dăm ba mối tình, sẽ có những người chỉ dành cả đời để yêu và cưới một người. Nhưng đó thật sự là điều hiếm. Vậy làm cách nào để trải qua học phần đau thương này một cách nhẹ nhàng nhất? Đây luôn là điều mà tất cả những cặp đôi đứng trước hai chữ chia tay rất khó để có câu trả lời thỏa đáng. Phải thừa nhận rằng đa phần chúng ta chưa bao giờ học được cách rời khỏi một mối quan hệ một cách chỉn chu. Chúng ta đôi khi quên mất rằng tình yêu đã đi đến bước đường phải chia tay thì cũng nên buông bỏ. Bởi nếu còn yêu thì đã không đi đến nước này. Đa phần chúng ta đều để trái tim mình bị kéo lê theo dòng cảm xúc khó ngừng khi có biến cố tình cảm xảy đến. Và cứ thế, chúng ta cố tình bỏ lơ đi hai chữ văn hóa khi chia tay. Có lẽ nói tới đây, sẽ có nhiều người cho rằng
Khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng thì đâu có thể để ý đến nhiều thứ khác. Cứ lo giữ lấy được người mình yêu rồi tính tiếp. Thực tế cho thấy sự níu kéo chưa bao giờ là phương pháp tốt nhất để giữ lấy trái tim của một người không còn yêu thương mình nữa. Hết yêu, buộc phải buông. Đó là điều tất yếu. Thấy đau, thấy thương, thấy tiếc, đó có lẽ là đương nhiên. Vì rõ ràng không có một cuộc tình nghiêm túc nào đổ vỡ mà không dữ dội và đau thương. Vết thương sau chia tay cũng là vết thương khó lành nhất. Một trong hai hoặc cả hai không còn dành cho nhau nữa. Khoảnh khắc mà những giây phút ở bên cạnh nhau không còn cảm giác, không còn sự ấm áp, sự sẻ chia, ngọt bùi, âu yếm, nhớ nhung. Đó chính là sự kết thúc cho một mối quan hệ, một dấu chấm hết cho một cuộc tình. Lời khuyên đưa ra là bạn không nên tận dụng những khoảng thời gian bên nhau để tìm cách níu kéo hay cứu vãn nó. Tất cả chỉ là vô ích. Không những vậy, điều đó sẽ mang lại cảm giác khổ đau kéo dài. Hãy học cách buông tay trong tình yêu, tìm đến một niềm vui mới trong cuộc sống. Bỏ lại tất cả những kỷ niệm quá khứ sẽ giúp bạn thoải mái, sống vững vàng hơn. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.